Để nâng cao công tác giáo dục cảm hóa người phạm tội, trại giam Xuyên Mộc Cục C10, Bộ Công an tổ chức hội nghị gặp mặt gia đình các phạm nhân có quá trình cải tạo tốt. Đây là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần thúc đẩy chất lượng công tác giáo dục phạm nhân ngày càng tốt hơn. Phạm nhân Ngô Trí Vinh chấp hành án tù 9 năm tại trại giam Xuyên Mộc, Cục C10, Bộ Công an từ năm 2019. Với những nỗ lực phấn đấu học tập và cải tạo thời gian qua, anh Vinh được giảm thời hạn 8 tháng chấp hành án đợt Tết Nguyên đán 2022. Tôi cũng mong gia đình phạm nhân chúng tôi lên đây để biết được cách ăn, nơi ăn chốn ở và cách học tập, cải tạo sinh hoạt của chúng tôi trong trại giam này để gia đình chúng tôi được an tâm tư tưởng hơn. Không chỉ các phạm nhân xúc động mà gia đình phạm nhân cũng cảm thấy phấn khởi trong dịp này. Cảm nhận đầu tiên của tôi là thấy là cái quang cảnh của trại giam rất là sạch sẽ, thoáng mát. Đấy. Đến cái thứ hai là khi vào thăm nơi các cháu, tức là các cái phạm nhân ăn ở đây thì tôi cảm thấy rất là vui. Chương trình hội nghị gia đình phạm nhân năm nay được trại giam Xuyên Mộc tổ chức sau 2 năm gián đoạn do dịch bệnh. Đây là hoạt động thường niên thiết thực giúp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam với gia đình phạm nhân. Đây là cái dịp để thân nhân, gia đình các phạm nhân trực tiếp vào để trao đổi, để cùng với trại trong cái việc phối hợp mà giáo dục, cải tạo con em mình và trực tiếp tham quan cái nơi ăn, nơi làm việc, nơi học tập cải tạo của phạm nhân để từ đó là gia đình yên tâm thấy con mình, em mình vào trong trại là được đối xử một cách nhân đạo. Niềm vui, hạnh phúc từ chương trình hội nghị gia đình sẽ giúp các phạm nhân có thêm động lực, cố gắng cải tạo tốt hơn nữa để sớm có cơ hội tái hòa nhập với cộng đồng và xã hội.